Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với HD Tộc Anime. Ở video trước trong series phân tích Ends, chúng ta đã biết rằng cuộc chiến giữa Ends và Tân Giới là khó mà tránh khỏi. Và sau những hành động nhằm chinh phục thế giới của Ends và Nazarick, không ít anh em coi Ends là kẻ ác, gọi anh là kẻ phản diện. Vậy điều đó có đúng hay không? Liệu rằng có phải con người Ends đã thay đổi, anh mất hết nhân tính và trở thành một bạo chúa, một ác quỷ đích thực? Úi trời, một câu hỏi khó như tìm kiếm tài năng Úc luôn. Nhưng việc gì khó đã có HD Tộc lo, vô video ngay thôi. 1. Liệu Ends đã trở thành kẻ ác hay chưa? Đầu tiên, như anh em đã biết, Overlord nó là một bộ Dark Fantasy, nghe qua là thấy dark rồi đúng không? Ở đây anh em sẽ thấy được những mặt chân thật nhất của các nhân vật, sự tàn khốc và tăm tối của thế giới. Vì vậy, rõ ràng Overlord không phù hợp với những anh em yêu màu tím, sống nội tâm hay khóc thầm ghét giả dối. Overlord giống như một ly cà phê đen vậy, đắng và kén người uống, nhưng ai cảm nhận được thì lại rất dễ nghiện. Tiếp theo, không giống bên của phần lớn những bộ fantasy thông thường, con người trước kia của Ends tức Suzuki Satoru vốn không phải là một người theo chủ nghĩa anh hùng. Overlord không vẽ lên hình ảnh một người hùng, luôn sẵn sàng cứu giúp những người vô tội, yếu đuối, chỉ đi trên con đường chính nghĩa, những kẻ ác lần lượt được dựng lên để họ đánh bại. Từng kẻ một lót đường cho các anh hùng xây dựng lên thế giới tốt đẹp hơn. Thay vào đó, Ends không phải là con người vĩ đại với tư tưởng cao đẹp, anh chỉ là một người bình thường. Bảo rằng một người nào đó phải trở thành anh hùng như thế nào thì dễ, tự mình trở thành anh hùng mới khó. Như anh em nói Ends phải trở thành anh hùng như thế này, như thế kia. Vậy các bạn đã bao giờ thử nhìn lại bản thân hay đặt mình vào vị trí của Ends chưa? Liệu khi đó ta có đủ nghĩa hiệp đứng lên dõng dạc tuyên bố mình sẽ trở thành anh hùng hay không? Cuộc sống vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Ends không phải anh hùng, vậy anh là kiểu nhân vật như thế nào? Theo khái niệm của vũ trụ Marvel hay DC thì Ends chắc sẽ là anti-hero, phản anh hùng thì đúng hơn so với villain, phản diện. Ngay cả chiếc áo choàng đỏ trong thân phận Mormon cũng được anh lấy cảm hứng từ một anti-hero trong comic. Những việc anh làm đều vì mục đích cá nhân, không tuân theo đạo đức hay quy chuẩn nào cả. Có thể điều đó gây ảnh hưởng xấu tới rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn tạo ra được một số giá trị tốt đẹp. Khi bị dịch chuyển đến Tân Giới, có thể coi Suzuki Satoru đã chuyển sinh thành Mormon Ga. Anh sở hữu cơ thể mới với sức mạnh mới, đồng thời cũng có thêm và mất đi nhiều thứ, nhưng cũng có những phần trong con người anh vẫn không hề thay đổi. Đầu tiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một thứ làm nên con người Ends chính là tính cách. Từ khi còn nhỏ, Suzuki Satoru là một người thiếu thốn tình cảm. Vì thế sau này khi gặp được những người bạn trong game, anh đã rất quý mến và trân trọng họ, cũng như tình cảm đối với Nazarick và các NPC. Anh đối xử với bạn bè rất tốt, thậm chí đôi khi còn đặt trên cả lợi ích bản thân. Sau khi dịch chuyển, bất kỳ khi nào nói chuyện với các NPC, Ends lại vô thức hình dung ra những đồng đội của mình. Chính vì thế anh không thực sự coi NPC như những người đầy tớ. Tuy nhiên, các NPC lại có mong muốn được phục tùng và nghe lệnh mạnh mẽ, nên anh đành sắm vai chủ nhân và là chủ nhân cuối cùng nên anh phải làm mọi thứ có thể cho các NPC. Hãy nhìn cách Ends đối xử với tất cả các NPC, ta sẽ thấy anh là một người rất tử tế và công bằng đối với những người thân quen dù họ đảm nhận vị trí nào chăng nữa, từ hầu gái Homunculus cho tới thủ vệ tầng. Thậm chí rất nhiều cư dân Tân Giới, ví dụ như Hilma hay Nea, cũng cảm nhận được những điều đó từ anh. Ngoài ra, Ends cũng là người vô cùng cẩn thận, mưu trí, chăm chỉ và kỳ bò như hồi còn trong game. Tiếp theo, Ends vẫn giữ nguyên những ký ức cũ của mình. Điều đó giúp anh nhớ rằng mình từng là một con người và giữ cho mình một phần nhân cách của Suzuki Satoru. Để rồi mỗi khi anh độc thoại, giọng nói vang lên trong đầu anh vẫn là giọng nói của con người anh trước kia, một thằng weebu khuyết tật con Jin. Ends từng nghĩ liệu có phải tại thế giới thực anh chưa dùng qua cái đó nên mới bị biến mất không? Chết thật, vậy thì tôi cũng phải đi tìm ai đó hỗ trợ sử dụng cái đó thôi. Chứ thấy mấy ông còn Jin chuyển sinh mạnh thì mạnh thật đấy, như ông thì mất cái đó, ông thì vô tính, ông thì liệt dương. Tuy nhiên, Ends tự thừa nhận rằng mình đã mất đi tâm trí của một con người. Điều đó được thể hiện khi anh thấy con người bị tàn sát hay thậm chí tự tay giết rất nhiều người, anh không cảm thấy thương xót hay tội lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là giờ đây anh sở hữu tâm trí của một Undead. Anh không có cảm xúc gì đặc biệt với chủng loài Undead, cũng không thù ghét sự sống như quan niệm về Undead của các sinh vật khác. Đối với anh, dường như mọi sinh vật ở Tân Giới đều ngang bằng nhau, chúng sinh bình đẳng. Nhưng thực tế, Ends vẫn ưu tiên nhân loại trên các chủng loài khác hơn một chút. Có lẽ bởi nhân loại là các chủng tộc có trí tuệ cao hơn, có xã hội văn minh hơn, và hơn hết anh cũng không quên bản thân từng là con người. Nếu có thể xếp hạng các loài dựa vào khả năng nhận thức thì đã easy game, nhưng Tân Giới là một thế giới fantasy với vô số chủng loài sở hữu trí tuệ và tư duy tương tự con người. Vậy thì các anh em và những player trước đó như Lục Đại Thần hay Bát Dục Vương chỉ coi trọng con người thì cũng đâu có công bằng với các chủng tộc khác phải không anh em? Không còn tâm trí con người một cách trọn vẹn, vậy liệu Ends có còn nhân tính? Nếu anh em nghĩ Ends không còn nhân tính chỉ vì anh có karma âm 500 thì anh em đã nhầm. Điểm karma chỉ ảnh hưởng tới cách các NPC đối xử với kẻ địch, còn đối với player thì nó chỉ liên quan tới việc họ phát triển nhân vật và ma pháp.
Hãy so sánh cách Ains đối xử với cư dân tân giới so với Albedo và Demiurge, Kama -500, Shaltir -450, Naburao -400, bạn sẽ thấy rõ. Khi nói về nhân tính của một ai đó, chúng ta thường xem xét hành động, cách đối xử của họ đối với con người. Nhưng ở một thế giới đa chủng tộc, nơi loài người không phải loài duy nhất có trí tuệ và biết tư duy, thì khái niệm nhân tính này nên được mở rộng ra cho nhiều chủng loại hơn. Nên không thể nói rằng Ains là một kẻ mất hết nhân tính. Chính hoàng tử Janak sau cuộc nói chuyện cuối cùng với Ains cũng đã phải thừa nhận rằng Ains nhân tính hơn anh ta tưởng. Bởi mỗi hành động của Ains đều xuất phát từ hạnh phúc của những người mà Ains yêu quý. Một mục tiêu đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, cũng giống như hầu hết mọi người bình thường. Còn về chủng Undead thì cũng chỉ kìm nén lại những cảm xúc mạnh mẽ của anh thôi. Mỗi khi Ains có cảm xúc mạnh mẽ thái quá thì ngay lập tức nó sẽ bị kìm hãm lại. Chính là cái hiệu ứng phát sáng ở quanh người Ains trên anime. Ains cũng sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất tất cả cảm xúc của bản thân. Nhưng chúng ta đều thấy rõ rằng anh vẫn còn rất nhiều cảm xúc cho đến hiện hiện tại. Chỉ là nó không được bộc phát ra và cũng không còn mạnh mẽ thôi. Anh em nào đọc light novel sẽ thấy rất rõ vấn đề này. Anh cũng biết vui, buồn, lo, sợ, tức giận. Thỉnh thoảng anh vẫn có cảm giác của việc nuốt nước bọt, thấy hồi hộp chống ngực hay đau dạ dày đấy thôi. Dù cho anh chẳng còn mấy bộ phận đó, mà đó cũng chẳng phải là điều gì lớn lao, vì anh khẳng định mặc kệ thế giới này có ra sao, dù mang hình dạng nào thì ý chí của anh không thay đổi. Từ khi đến tân giới, Ains đã trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện rất nhiều hành động bị xem là độc ác. Số người chết dưới tay anh ngày càng nhiều, ban đầu chỉ là vài chục vài trăm, rồi tới hiện tại có lẽ đã lên đến vài triệu. Có người chết một cách nhẹ nhàng, có người chết trong sợ hãi đau đớn. Nhưng những người đó chết đều có mục đích nguyên nhân, không phải chết vô nghĩa kiểu thích thì giết, không thích thì giết, tàn sát mua vui tùy hứng. Có kẻ chết vì chống lại hay cản đường Ains, có người chết vì làm đá lót đường cho đại nghiệp Nazarick. Những người đã chết đương nhiên sẽ chịu thiệt thòi, nhưng những người còn sống sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Riêng những người quỳ hàng, trung thành và cống hiến Nazarick sẽ nhận rất nhiều lợi ích và được đối xử một cách công bằng. Tất cả hy sinh mất mát đều hướng tới mục đích tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Vậy thế giới tốt đẹp hơn mà Ains mong muốn ở đây là gì? Thế giới mà Ains hướng tới sau này hiện đang được xây dựng thử nghiệm trên quy mô Vương quốc Pháp thuật. Đó là thế giới nơi mọi chủng tộc có thể chung sống với nhau, giống như cách Guild Ains Ogo được xây dựng và hướng tới. Mặc dù anh hoàn toàn có thể xây dựng một thế giới chỉ có Undead nhằm dễ bề cai trị, hoặc thế giới nơi người dân chỉ cần ăn chơi hưởng thụ với lực lượng lao động toàn bộ là Undead. Nhưng anh mong rằng có thể xây dựng một thế giới để nếu đồng đội anh có tới được đây, thì anh cũng có thể tự hào về những gì mình làm được với họ, và họ có thể mỉm cười tự do, thoải mái sống ở bất kỳ đâu. Anh em thường cho rằng Nazarick là vô đối. Đúng là hiện tại họ vẫn có thể thoải mái chỉ tay lên trời, hận đời vô đối. Nếu Nazarick là số 2, thì không ai là chủ nhật. Nhưng ngoài kia còn bao thế lực vô cùng bí ẩn mạnh mẽ chưa xuất hiện. Có thể các Dragon Lord sẽ lại liên minh một lần nữa. Có thể 100 năm sau một kêu top đầu được dịch chuyển đến với hàng chục hàng trăm player. Có thể một War Item mạnh mẽ như Longinus xuất hiện, hoặc một thế lực mạnh mẽ như thứ đã mang Ains và Nazarick tới đây xuất đầu lộ diện. Khi đó an nguy của Nazarick khó mà bảo toàn. Các NPC hoàn toàn có thể bị tẩy não như Shaltir. Tệ hơn là bị kẻ khác điều khiển chống lại Nazarick. Bị xóa sổ hoàn toàn bằng một War Item như Longinus hay bằng Wild Magic. Thậm chí toàn bộ Nazarick có thể bị tiêu diệt. Một NPC cao cấp như thủ vệ tầng, đúng là họ rất mạnh, còn được trang bị World Item nên không phải lo lắng nhiều. Nhưng các NPC còn lại đâu phải ai cũng mạnh như họ. Ví dụ như trường hợp Entoma ăn ngập mồm hành của Evil Eye. Trong Yggdrasil, các NPC chỉ là một nhân vật mô hồn. Thông thường, cái giá phải trả duy nhất khi một NPC hy sinh, đó là tiền vàng để hồi sinh họ, hoặc nếu không thích thì có thể tạo một NPC mới. Nhưng ở thế giới này, các NPC giống như đã có linh hồn riêng, một sự sống thật sự. Tất cả giờ đây đều giống như những người đồng đội của Ains. Họ có thể hồi sinh nhưng không thể thay thế được, và một kẻ tham lam như Ains chắc chắn không hề muốn mất đi bất kỳ ai. Vì vậy, Ains muốn cai trị một đất nước mọi sinh vật có thể sống với nhau, ngoài mục đích tốt đẹp cho tất cả, còn là giảm kẻ thù cũng như củng cố sức mạnh cho Nazarick để chuẩn bị cho tương lai. Với Ains và hầu hết các NPC đều thuộc chủng bất tử thì tương lai của Nazarick còn rất dài và chúng ta chưa biết được điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Kết lại, phim tàu thường có câu đại nghĩa diệt thân, mà cư dân tân giới với Nazarick còn không phải thân thích gì, nên một số bị Nazarick diệt cũng không có gì quá khó hiểu. Vậy thì trong quá trình làm việc đại nghĩa đó, Ains và Nazarick đã diệt những ai, kết quả của những hành động đó ra sao, anh em hãy đón chờ video tới nhé. Chứ tôi kể nốt phần còn lại thì video dài như sao kê, khéo anh em editor viết đơn xin nghỉ luôn quá. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau trên HD Tộc Anime. Bye bye! Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với HD Tộc Anime. Tình hình là rất tình hình và vô cùng khẩn cấp, anh em chú ý lắng nghe nhé. Hiện nay để chuẩn bị cho một năm 2022 để thành công và rực rỡ, HD Tộc Team tiếp tục tuyển thêm thành viên có kiến thức về các bộ Arifureta và sự trỗi dậy của anh Hùng Khiên. Anh em nào có thời gian và nhã hứng thì mạnh dạn inbox fanpage hoặc Facebook cá nhân tôi để dưới phần mô tả, hoặc liên hệ qua email rikasan47@gmail.com để ứng tuyển nha.
Cảm ơn anh em đã lắng nghe và rất mong nhận được thật nhiều nhân tài để tiếp tục sản xuất những video chất lượng phục vụ cho anh em.